Vâng, em Tuấn ô tô cổ Hải Phòng xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Chào mừng toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh mua bán trao đổi ô tô cũ của em Tuấn đến từ Hải Phòng. Hôm nay em muốn lên sóng giới thiệu qua cho quý anh chị bạn mẫu Chevrolet Spark với bản van form cũ của quý anh chị bạn nhé. Đấy, form trông rất là đẹp luôn. Thì bản này thì nó lên đầy đủ hệ thống la răng đúc rồi. Đấy, thì em này hiện tại mang biển tư nhân Quảng Ninh này, 14P3751 các bác nhá. Bản van này được sản xuất năm 2010 ạ. Và cái giá bên em đề xuất bán với giá chỉ có 88 triệu các bác nhá. Đấy, 88 triệu thôi. Các bác có thể mua về tập lái hay là che nắng che mưa hay là mua về chở đồ đạc rất ok luôn. Cả tiền dưới 100 thay thế chiếc xe máy các bác đi lại nói rất là tiện lợi. Đấy, có cái đài nghe xe chạy luôn. Đấy, em này đầy đủ trang bị đầy đủ màn hình Gtech, màn hình xịn của nó các bác nhé. Màn hình này thì nó thích hợp với cả cổng USB cũng như là hệ thống wifi và bluetooth các kiểu này. Đấy, trong nội thất thì cực kỳ là sạch sẽ rồi. Với cái bản van này các bác có thể chở được 3 kg hàng hóa trên cái hàng cốp của nó, cốp nó cực kỳ rộng rãi luôn. Cái thân vỏ nó mang nước sơn màu xanh nõn chuối này, dường như là keo chỉ của nó các bác nhé. Tất cả phần keo chỉ của nó này còn nguyên zin nguyên bản theo xe này. Cánh cửa cái đóng vào mẫu này chắc là tư nhân ta đi lại nên là các bác hoàn toàn không phải lo ngại vấn đề dịch vụ gì cái dòng van này nữa các bác nhé. Đấy, hàng ghế sau, hàng thùng hàng sau các bác này, hàng cốp này cực kỳ là rộng rãi luôn. Đấy, đây mà trải cái giường lên các bác có thể thoải mái nằm ngủ hay là 4-5 anh em quay vào làm cỗ bài nữa hết tầm hết bài các bác. Đấy, cực kỳ ok luôn. Thì hệ thống lên xuống kính và dòng van cái form cũ này thì nó vẫn là kính quay tay các bác nhé, kính quay tay. Và em này mở cửa thì nó cũng như dòng 4 chỗ bình thường, chứ nó không như dòng van Spark của bản mới thì mở cửa nó trên nắm này cơ. Còn em này thì vẫn mở cửa tay nắm cửa như bình thường luôn. Thì tất cả phần nỉ, phần nỉ của nó còn nguyên zin các bác. Phần da của nó còn nguyên zin này. Hệ thống sơn zin của nó chất lượng rất là tốt luôn. Sơn zin đến tầm 90% các bạn, sơn zin tầm 90%. Chỉ rút tát một chút phần cản thông sầm thôi. Lốp dép em này hoàn toàn là mới cả dàn các bác nhé. Đấy, hệ thống la răng trông rất cứng cáp rồi. Và cái động cơ của em này đâu đó hình như là 0.8 các bác nhé. Động cơ em nói hình như là 0.8 thôi. Đấy, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Lanh quanh cái mức tiêu hao nhiên liệu nó khoảng 4,5 lít trên 100 km ạ. Đấy, mặt tabli tất cả mọi tablo mọi thứ đây nó rất là sạch sẽ sang bóng rồi. Đấy, cửa tiền chỉ có 88 triệu các bác nhé, đời 2010. Đấy, các bác có thể mua về chở hàng hóa các bác mà làm điện lạnh hay là tất cả mọi thứ thì cực kỳ hợp lý luôn. Đấy, hàng sau chở được đâu đó là 300 kg, rất là rộng rãi luôn. Cánh cửa của nó đây, tất cả mọi thứ giờ như zin nguyên bản theo xe các bác nhé, keo chỉ hoàn toàn không mất phân nào. Còn với phần khoang động cơ của em này thì sao? Dòng Spark van này thì nó trang bị hệ thống gọi là phanh đĩa hai bánh trước cộng với phanh chống tăng cứng ạ các bạn. Nó không hệ thống phanh ABS đâu. Đấy, màn hình xịn sò này, có hệ thống bluetooth wifi, cánh cửa đóng vào rất là chắc tay. Đấy, khoang máy này, máy nổ rất là êm luôn. Phải nói khoang máy nổ cực kỳ êm luôn các bạn. Có 88 triệu thôi. Đấy, bên em để bao dù sơ hỗ trợ vận chuyển các bác vấn đề đấy. Đấy, cốp em này thì nó là phải cốp mở chìa khóa các bác nhé. Chút này em quay khoang máy xong quay luôn khoang cốp cho các bác quan sát luôn. Với cái cầm bệ Quảng Ninh này thì nếu mà nó mục mọt thì nó hàn gà má lại một chút cũng không ảnh hưởng gì các bác nhé. Bởi vì dòng van này người ta chạy chở hàng chở hóa cho nên là cái chất lượng của cầm bệ nó chắc chắn là ngon như dòng 4 chỗ được các bác. Nói chung cầm bệ nó cực kỳ ok luôn này. Nhìn nó rất là sáng luôn, hoàn toàn không chỗ nào hàn nghỉ mục mọt cả. Đấy, rất là đẹp luôn. Toàn bộ hệ thống gầm một chiếc mẫu xe gọi là của Quảng Ninh con này. Đấy, cả hộp sàn mọi thứ của nó này nó dường như chưa chỗ nào gọi là nó han gỉ mục mọt cả, rất đẹp tinh tán ở dưới phần hộp sàn là cũng nguyên zin các bạn. Phần cản phần bao lê này, phần kích lốp cho cua này, phần mà nó chịu lực kích lốp kích tổng thể con xe lên đó rất đẹp luôn. Đăng kiểm này giá là tháng 8 năm 2022 các bạn, đăng kiểm tháng 8 năm 2022. Khoang máy nổ rất là êm luôn, khoang máy hoàn toàn mộc mạc với cái bản ba máy các bạn này, với bản ba máy này máy nổ rất ok luôn. Đấy, máy nổ ok một con đấy. Nên là cuối cùng nằm trên này mình trả dần hoàn toàn máy nổ lên 88 triệu thôi. Cái đài nghe xe chạy cam kết mắc là cả phần hệ thống đầu răng răng chỉ của nó là chưa có va chạm đâm đụng các bác nhé. Còn nó va quẹt còn là tích kéo dính chỉ nó chuyện bình thường các bạn. Đây là nó qua 5 tháng có thời gian sử dụng này, đấy cái sơn nó vỡ ra nó kéo theo cái chỉ các bác nhé. Đấy, rất hoàn toàn chất lượng con xe vẫn còn rất là hoàn hảo thì ok, mọi thứ dường như là còn nguyên bản theo xe, thang máy vô cùng mộc mạc sâu láo. Thế thì vào đầu năm tối lúc tôi cuối phòng một phải qua báo giá review các bác mẫu Chevrolet Spark van được sản xuất năm 2010
Đấy, các bác nào mà cảm thấy chiếc xe này đúng chân và phù hợp thì cơ thể của mình chạy nhanh tay nhấc máy, alo liên hệ với em các bác nhé, theo số điện thoại cũng như Zalo của em ạ, 0389726718 ạ. Bác làm sao qua video của em thì cho em xin một lần đăng ký, bật chuông thông báo để liên tục cập nhật tất cả mẫu xe mới về trong ngày. Tại địa chỉ của em là chợ Tu Cũ miền Bắc, km 47 Quang Trung, Lão Hải Phòng. Và một lần nữa cảm ơn toàn thể quý anh chị bạn đã xem video của em. Hẹn gặp lại quý anh chị bạn ở video sau ạ.